hình theo rồi các cô các vị mở ra và hai vị đang tỏa 390 triệu cho món ăn thế này. Đây ơi. Đó. Đây thứ nhất đây này. Cô tôi lơ rồi hai người một ngày sáng nay chốt phần hóa rồi làm xong hồ sơ hết rồi. Đấy chuẩn bị ra cũng chuẩn bị ra. Đó chuẩn bị ra. Tiếp theo đây là mẫu xe Hyundai i30 Linh ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi thứ bảy ngày hôm nay cuối tuần thì em Hương lại lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe đang về bên em. Bên em Hương thì mới về thêm được cả VinFast này, một chiếc VinFast Fadin 2021 này. Sáng nay thì em Hương cũng chốt được hai chiếc xe, một chiếc xe Fortuner máy xăng, một chiếc xe Chevrolet Cruze. Một chiếc xe Chevrolet Cruze số tự động rồi. Sáng nay thì em Hương đã làm giá xong rồi. Chào anh Lê Trung Hiếu này, chào bác Nguyễn Viên nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương một nút lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em được không ạ? Xe đẹp lắm luôn, về thêm Xpander này. À anh Viên ơi, em có Xpander anh nhé. Số sàn và số tự động. Đời 2021 màu trắng, số sàn 530 triệu. Anh mà quan tâm thì alo cho em ngay, không là không còn xe đâu. Xpander thật sự quá là hot luôn. Chào bác Nguyễn Tưởng này, chào bác Nam Đỗ Anh Nam ơi. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận dưới phần livestream của em Hương ạ. Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Địa chỉ xe đun bên em Lê Hương là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Những bác nào thật sự quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương đi ạ. Chào bác tên nước ngoài không biết đọc cơ. 10 khách hàng rồi, mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt like và lượt chia sẻ trên trang cá nhân được không ạ? Đừng quên bấm nút thích trang của em Hương. Chào bác Xuân Cường, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Fortuner này làm dâu Thanh Hóa rồi, cảm ơn bác, chào người đẹp, cảm ơn bác nha. Fortuner này làm dâu Thanh Hóa rồi, sáng nay thì em Hương còn chốt được một chiếc xe Chevrolet Cruze số tự động, biển Hải Dương lại về làm dâu Hải Dương rồi. Rất là nhiều xe luôn. Chào bác Lê Hòa Bro nhé. Chào bác Lê Hòa Bro này. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm được không ạ? Về thêm rất là nhiều xe luôn. Các dòng xe đang được chào bán bên em Hương. Giá chào bán chỉ từ 75 triệu là có xe ô tô đi rồi. Điều hòa mát lạnh luôn. Xin phép cả nhà em mặc cái áo điều hòa không nắng lắm. Nắng quá là không chịu được. Chúc em chốt được nhiều xe nha, em cảm ơn anh nhé. Xpander bác nào đang quan tâm thì em Hương sẽ có số sàn và số tự động này. Sao nó lại cứ bị chói nhỉ? Xpander em Hương có số sàn và số tự động nhé. Sao nó cứ bị lóa thế nhỉ? Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận phía dưới bài viết ngày hôm nay của em Hương ạ. Chỉ từ 75 triệu có xe đi rồi. Chào bác Giang Vũ nhé. Em xin phép mặc cái áo điều hòa vào không nóng lắm. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Cứ để lại số điện thoại ở dưới bài bình luận ngày hôm nay cho em ạ. Nó bị lóa quá, nắng quá nó xíu vào. Còn bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau luôn đi. Cái cam này nó bị lắng chiếu vào không nhìn thấy mặt luôn. Chào bác xanh bầu trời này. Chia sẻ cho em Hương lên ạ. Hôm qua em đã được rất là nhiều khách hàng quan tâm và ủng hộ. Cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn theo dõi và quan tâm em trong suốt buổi báo giá cũng như buổi live stream. Hôm nay thì em cũng rất là mong khách hàng sẽ lại quan tâm em hơn nữa này. 93 Bình Phước đang mưa anh Lê Trung Hiếu ơi, Hải Dương mưa ra lửa luôn. Anh ơi, anh cho em hỏi Bình Phước có cạnh Bình Dương không anh? Chắc là trong tuần tới là em sẽ có một chuyến vào Bình Dương. Nếu như mà anh Lê Trung Hiếu ở gần thì cho em xin một bữa cà phê được không ạ? Chắc là tuần sau em sẽ sang cơ sở 2 của em tại Lê Hồng Phong. Dĩ An Lê Hồng Phong Bình Dương là sẽ có cơ sở 2 của em Hương ở trong Nam nha các bác nhé. Nên là nếu như trong sang tháng mà em có vào trong Nam được thì em rất mong là bác Lê Trung Hiếu có đón em được một bữa cà phê không nhỉ? Chào bác Bùi Quang Hà, chào bác Nguyễn Lê, chào anh Hà Nguyễn này. Anh Hà Nguyễn điều hòa mà lắng như thế này là anh Hà Nguyễn vào mùa rồi. Chia sẻ cho em Lê Hương anh ạ, 17 khách hàng rồi, lên 50 lên 100 đi ạ. Đây các bác này, Cruze nhá.
một chiếc xe Chevrolet Cruze đang về làm dâu của Hải Dương rồi. Gái Hải Dương lấy chồng Hải Dương luôn. Đang cả số làm hoàn tất thủ tục rồi. Và một chiếc Fortuner của em Hương máy xăng 2011. Một chủ từ mới cũng về làm dâu Thanh Hóa rồi. Ế lắm em ơi, nắng như thế này. Nắng như thế này điều hòa là phải đắt khách chứ anh. Ô tô của em có điều hòa mà các bác còn chốt tới tấp vẫn là điều hòa gia đình anh. Nắng như thế này là cứ phải tơi luôn. Gật nữa anh, em ở Lê Hồng Phong, Dĩ An, thành phố Bình Dương luôn. À, chắc là sang tuần thì em sẽ vào. Chào Hải Dương tầm chào tàu Hải Dương tầm một tuần thì em sẽ vào trong miền Nam. Cảm ơn anh Hà nhá, anh Hà ơi, Innova lại về thêm đấy, toàn tư nhân một chủ thôi, kén chọn được dòng xe Innova đẹp lắm. Anh gì nhỉ? Anh Đức Anh ơi, đợi em một chút nhá. Để em quay chiếc siêu phẩm mới về của em Hương này. Mới hôm qua một bác trong Nam đánh ra. Em Hương phải cho người từ Đông Nam đánh ra đây này. Các bác thích không ạ? À? Một chiếc xe Chevrolet Cruze. Các bác nhìn này, nước sơn màu đỏ đẹp. Mặt ga lăng độ lên nhìn rất là hầm hố luôn. Bác nào thích chơi hệ độ thì em có một chiếc Chevrolet Cruze hệ độ biển 51 này. Lên đèn bi và có giải đèn nét rồi. Mặt ga lăng độ quá là xinh xắn luôn. Cực kỳ hầm hố nhá. La răng này các bác này, la răng xương cá cũng hầm hố luôn. Một bộ mâm chất nừ luôn. Chevrolet Cruze đời 2014, số sàn động cơ 1.6. Em Hương đang bán với giá là bao nhiêu tiền ạ? 288 triệu. Màn hình Android cỡ lớn, bên ngoài nước sơn màu đỏ ạ. Bên trong nội thất cũng là màu đỏ nhưng toàn là da thôi, không phải là nhựa cứng đâu mà là da nhá. Số sàn zin đẹp đời 2014, em Hương có Chevrolet Cruze đi. Bác nào thích chơi hệ độ thì nhìn em này là yêu luôn. Các bác nhìn này. Anh Cường Móm ơi, anh Đức Anh, anh Bùi Quang ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chào anh Hải Trần nhá. Chevrolet Cruze 288 triệu. Mà các bác nhìn này, một chiếc xe của bác trong Sài Gòn của em Hương đây. Biển Hà 51, lên bô đôi thể thao rồi. Lipo này, cam lùi đầy đủ, có cái cánh gió đi nhìn siêu chất luôn. Vừa mới về trong buổi sáng ngày hôm nay các bác nhá. La răng xương cá này, la răng xương cá này, có mang cá luôn, xin nhan trên gương. 288 triệu. Đây là hệ độ các bác ạ. Một chiếc xe Chevrolet Cruze họ hệ độ luôn. Đèn bi và giải đèn nét xin nhan trên hông. Đăng ký đăng kiểm tháng 4 2023. 288 triệu. Chào bác Đình Tấn này, dân nắp điều hòa. Bây giờ các bác phải đi ô tô. Điều hòa không mang theo người được, phải đi ô tô. Chào anh Long Văn Thắng, chào bác Đinh Hiếu này. Chia sẻ cho em Lê Hương đây ạ. Ở đây em Hương còn về thêm một chiếc xe Hyundai Accent với nước sơn màu đỏ nữa đây. Accent biển 90, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Ốp hết mạ chrome, tay nắm cửa, lẹp chân kính đầy đủ rồi. Một siêu phẩm Accent đời 2018, 475 triệu. Biển 90, đèn bi salon có giải đèn nét rồi, xin nhan trên gương. Một dàn lốp mới theo xe, zin đẹp toàn xe luôn. Zin từng con ốc luôn. Em này là 475 triệu. Có tổ hợp phím bấm và khẩu lệnh chân vô lăng. Màn hình giải trí số tự động đẹp. Chào anh Dương Kết nhé. Accent đây ạ, 475 triệu nhé. Còn nếu như bác nào mà đang quan tâm về dòng xe mẹc thì em Hương có một chiếc xe mẹc này. Xe 250 biển thủ đô Hà Nội. Bốn mắt cảm biến, 10 mắt cảm biến va chạm quanh xe luôn. Mẹc xe 250 đây ạ. Dòng xe mẹc là dòng xe sang, các bác chỉ cần nhìn thôi. Bác nào đã từng đi và cảm nhận thì quá là phê luôn. Chỉ hơn 300 triệu thôi ạ. 379 triệu cho dòng xe mẹc, xe sang của em Hương. Tắt bật cảm biến, khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng. Máy số zin, ghế da zin. Một phân khúc xe hạng sang em có mẹc xe 250 nhé. 28 Hòa Bình, chào em Hương. Hòa Bình rất là gần Hải Dương luôn. Mà vẫn chưa bắt tay giao lưu được với anh Tấn đâu. Cảm ơn anh Dương Kết này, chào bác Hứa Lam này. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. À đây, một em siêu phẩm đây, 85 triệu cho chiếc xe sờ bắc của em Hương trong buổi live stream ngày hôm nay. Còn 75 triệu thôi. Máy số thì ngon, điều hòa phải gọi là rét run. Những bác nào mà hệ hô hấp mà yếu ấy, mà hay ho đấy, thì ngồi xe này không ngồi được, lạnh lắm luôn. Một chiếc xe sờ bắc biển D đây ạ. Đăng ký 2 chỗ ngồi, 85 triệu, còn 80 triệu. Fortuner thì hôm nay em Hương về làm dâu Thanh Hóa rồi. Hải Dương lắng Thanh Hóa hả anh? Đây ạ, Fortuner đây, về làm dâu Thanh Hóa rồi.
đang cà số và làm hồ sơ rồi các bác nhé. Fortuner máy xăng một chủ từ mới đây. Xe đẹp như thế này bác Thanh Hóa là ra từ 1 giờ đêm là đã chốt luôn cho em rồi. Em Hương đang mời bác để ở lại ăn cơm và chiều nay đẹp giờ thì các bác sẽ xuất phát về Thanh Hóa nhé. Con chào ông Lê Công Tuyên. Ông Lê Công Tuyên cho con một vé vào Bình Dương, ông Lê Công Tuyên ơi. Đây ạ. Cá số sao rồi? Làm dâu Thanh Hóa rồi, Fortuner làm dâu Thanh Hóa rồi các bác ạ. Bên cạnh chiếc xe Fortuner thì em còn về thêm một chiếc xe Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015 với lớp sơn màu trắng đẹp biển Hà Nội, đèn halogen, đèn gầm là đèn bi nhá. Em này thì zin đẹp toàn xe luôn. Máy số zin, sơn zin bên ngoài đến hơn 90%. Ghế da lại cao cấp đẹp luôn các bác này. Màn hình giải trí tổ hợp phím bấm trên vô lăng rồi. 325 triệu đời 2015, một dàn lốp dày dặn mới. Lên na răng hợp kim đẹp rồi các bác ạ. 4 vé luôn nhé. 2 vé thôi ông ạ. Ông cho con 2 vé là được rồi. Để con vào con live stream cơ sở 2 trong Lê Hồng Phong Di An, thành phố Bình Dương. Ở đây thì em còn có nhà đây nhá. Có OT, có ô tô veo trần như nào ạ? Mui trần đấy ạ. Mui trần em có 2 chiếc xe BMW anh nhá. Range Rover em có này. Mui trần em có BMW 840 triệu và 790 triệu. Em có 2 chiếc xe mui trần. Anh Tài Nguyên nhá. Em chào anh Trần Tuyên này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Chia sẻ lên 50 khách hàng rồi lên 100 khách hàng đi. Cắt xả cho mình và tặng thêm các bác. Mỗi bác một chỉ vàng mang về cho vợ đây. Mui trần em có anh ơi. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Để lại số điện thoại ở phía dưới bài livestream của em Hương nhé. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc 325 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay để luôn cho khách hàng nhà mình. Còn 315 triệu thôi ạ. Accent màu trắng em có nhé bác Phạm Mỹ Hạnh nhé. Một bác rất là xinh gái luôn. Bác đã đi con BMW rồi, giờ bác lại muốn mua accent của em Hương nữa ạ. Bác đã từng chốt một chiếc xe BMW mua trần của em Hương rồi, giờ bác lại quan tâm về accent của em à. Accent em có số tự động đời 2015, nước sơn màu trắng đẹp. Nhưng đợi em một chút ạ, cùng em xem livestream và đợi em một chút nhá. Accent đẹp luôn. Bản Blue cao cấp có cửa lóc đầy đủ mà giá chỉ có 383 triệu thôi. Bác Phạm Mỹ Hạnh ơi, đợi em một chút nào. Chào bác Nguyễn Văn Dân, chào bác Đoàn Văn Thắng này, Đào Ngọc Thắng này. Màu đỏ này trong dòng xe thì em rất là nhiều màu phục vụ cho khách hàng nhà mình đầy đủ về gì ạ? Về chất lượng xe, giá trị xe, hơn nữa là phục vụ đủ cho các bác nếu như mà phong thủy này. Anh cho ba ruột chạy. Anh Tài Nguyễn ơi, mui trần em có mà anh ơi. Mui trần em có dòng BMW. Kết nối Zalo để lại số điện thoại, em gửi hình ảnh và video chi tiết cho anh. Hết pin cơ anh ạ. Nóng nóng. Cầm. Vào mượn máy em Hương Xuân. Anh lấy cái này xong anh xin số điện thoại chia sẻ luôn chưa? Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Bên đây thì em Hương còn có một chiếc Lacetti SE. Lacetti SE với lớp sơn màu đỏ đẹp, biển 34 bánh đậu xanh. Em Hương đang chào bán với giá là 218 triệu. Đời 2009, động cơ trang bị 1.6 nhé. Bên ngoài màu đỏ, bên trong nội thất ghế da, táp ly cũng màu đỏ luôn. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, máy số thì cực ngon luôn. Em này nhập khẩu các bác ạ, thân vỏ chắc chắn, một dàn lốp dày dặn luôn. Nhìn bộ mâm chất nứ luôn nhá. 218 triệu cho chiếc xe sedan 2 đầu Lacetti SE của em Hương đây ạ. Lên đèn halogen rồi, đèn pha cốt các bác nhìn này, có đèn phá xương đầy đủ rồi. 218 triệu, còn 210 triệu nếu như chốt trên livestream của em Hương. Em chào anh Văn Khương, cảm ơn anh nhé. Chia sẻ cho em Hương đi ạ. Rất là hoan hỉ khi mà hôm nay sáng nay em đã chốt được 2 xe, nhận cọc 1 xe. Các bác ở Thanh Hóa, các bác ở bên Nghệ An và các bác ở bên Bắc Giang rất là nhiệt tình bên em Hương luôn. Quan tâm rất là nhiều xe bên em. Chào bác Hà Thiên này. Anh Văn Khương ơi, chia sẻ cho em nào. Bác Lăng Nguyễn này, bác Hà Thiên ơi, cho em một lượt chia sẻ trên trang cá nhân ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Kết nối Zalo 0354602790 ạ. Sờ bác tập lái cho những cái bác nào mà đang mới lấy bằng này, hoặc là chỉ đi quanh quanh này để tối đến cho con cho vợ đi chơi mát mát này,
thì em có Spark tập lái đời 2009 85 triệu. Mặc dù là xe 85 triệu, em nói hay là để đi quanh quanh thôi, chứ các bác có, các bác có đi quanh miền Bắc cũng ok luôn. Xem xe em mui trần nào. Anh ơi, mui trần thì em không ở bãi anh nhá, anh để lại số điện thoại cho em. Xe mui trần thì hôm nay nhà em có đám cưới nên là đứa em nó mượn để làm xe hoa rồi. Anh để lại số điện thoại cho em nhá, anh Tài Nguyên nhá. Để lại số điện thoại cho em mà em sẽ gửi cho anh hình ảnh hai chiếc xe BMW bên em. Hôm nay thì nhà có đám cưới đấy anh ạ, nên là hai đứa em nó mượn đi để làm xe hoa cô dâu rồi, rất là đẹp luôn. Một siêu phẩm CDX nữa đây. CDX đập khẩu người 2010 và đăng ký lăn bánh là 2011. Giá chào bán chỉ có 255 triệu thôi ạ. Động cơ Ecotec máy các bác này, nhập khẩu nhá, với cái cửa tiền trên 200 thì CDX là sự lựa chọn hàng đầu các bác này. Nhìn này, hôm nay là tiện khách đang mở ra xem để em quay luôn. Máy số là còn nguyên bút chấm sơn các bác nhá. Còn nguyên bút chấm sơn. Nước làm mát ủ giảm chấn giảm sóc này, hay kể cả những cái vỉ chống nóng giảm nhiệt thì còn nguyên này. 255 triệu, đề lổ thông minh, màn hình giải trí cửa lock đầy đủ cho em. La răng 5 chấu dạng phay rồi, phanh ABS chống bó cứng cho em luôn. Chào bác Duy Đức, chào bác Thái Nguyễn nào. 255 triệu cho chiếc xe CDX của em Hương ạ. Chào anh Văn Hiệp nhé, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc Lacetti EX đời 2009 đây ạ. Lacetti EX đời 2009, quay rõ cả biển nhá. Em này là biển 37 đây. 150 triệu máy số, là máy to nhá, máy số cực ngon luôn, bản sedan 2 đầu mà chỉ có 150 triệu thôi. CDX này là biển 99 này. CDX là biển 99 này. Còn hôm nay cập nhật về bên em Hương một mẫu xe Matiz 145 triệu. Đâu vậy? Cập nhật Matiz 145 triệu. Nhưng điều đặc biệt em này là số tự động các bác ạ. Biển 99, nước sơn màu trắng đẹp. Innova đâu anh? Lâu thế. 145 triệu đời 2007 nhá. Ăn xăng như người luôn. Động cơ chỉ 0.8 thôi. 145 triệu số tự động. Em này phải thuộc vào rằng hot hit rồi. Hot hit luôn. Matiz số tự động 145 triệu đấy các bác nhé. Em mới toàn đi công vụ thôi, ăn ít xăng mà. 0.8 các bác ấy, cô đi vào Thanh Hóa cũng vẫn ok luôn, xe đỡ ăn tâm xăng. Chào khách hàng nhà mình, chia sẻ họ em Hương lên nào các bác ơi. Nhiệt tình chia sẻ cho em Hương đây nào. Anh Tài Nguyên ơi, để lại số điện thoại cho em Hương ạ. Chào bác Nguyễn Luật này. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe phân khúc hạng D. Em này là em siêu cán bộ đây, form dáng chuẩn cán bộ luôn. Một chiếc xe Ford Mondeo phân khúc hạng D đây ạ. Anh muốn xem một chiếc xe 300 nhưng bận quá. Anh Thái Nguyễn ơi, bây giờ thời đại 4.0 rồi, nhiều khách hàng tận trong Vũng Tàu cũng không thể về bên em Hương được. Chỉ cần tin tưởng bên em Hương, làm việc qua Zalo, số điện thoại, cọc tiền, em Hương ship tận nơi. Chất lượng xe em Hương cam kết không đúng như thuyết chất lượng xe, mà em cam kết cho xe quay đầu về luôn. Một câu lét căng trên livestream luôn anh ạ. Bây giờ ví dụ nhiều bác như ở Bắc Giang thì còn đến được, nhưng nhiều bác Vũng Tàu, nhiều bác ở tận cái phà Farex gì đấy, bác đi mua xe bên em Hương chỉ qua Zalo, chất lượng xe quay trực tiếp như thế này, cam kết người bán và người mua, không như lời em Hương nói quay đầu xe, thế thôi. Lét căng luôn anh ạ. Em chào anh Nguyễn Tuấn Linh này. Ford Mondeo đời 2005, số tự động đẹp, bản lắp ráp trong nước, lên đèn bi và đèn gầm rồi. Em Ford Mondeo này là biển 99 các bác ạ. 185 triệu phân khúc hạng D. Các bác nhìn này, một chiếc xe zin đẹp từ nội thất đến máy móc nhá. Vô lăng 4 chấu tích hợp các phím bấm trên vô lăng rồi. Ghế là ghế chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện luôn, cửa lóc xịn sò luôn ạ. Ghế da zin có rèm, hệ thống rèm đằng sau vẫn hoạt động bình thường. Các bác chỉ cần nhấn nút thôi là cái rèm đằng sau tự động nó kéo lên ngay. Một chiếc xe Ford Mondeo phân khúc hạng D em Hương đang bán là 185 triệu ạ. Xe này cực đẹp luôn. Cảm ơn anh Tuấn Linh nhé. Chào bác Hoàng Nhiên nào, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Ford Mondeo phân khúc hạng D xịn đây ạ. Form dáng chuẩn đẹp luôn, 185 triệu. Còn bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe 7 chỗ ngồi, dù là sàn hay số tự động, với cái tầm kinh tế hơn 200, thì em Hương có Captiva này.
Captiva biển 38 lên đèn bi có đèn gầm đầy đủ nhá. Captiva 270 triệu đời 2010. Số tự động đẹp em có Captiva đây ạ. Số tự động đẹp em Hương có Captiva đời 2010. Xe cực đẹp luôn, mới đi spa về xinh xắn gọn gàng. Các bác về chỉ việc đổ xăng là đi. Còn nếu không đến với em Hương, phun đầy bình xăng cho các bác về tận quê nhà mình luôn. Dù ở tỉnh nào đến mua xe bên em Hương, đánh xe về phun đầy bình xăng luôn. Ca đen 270 triệu số tự động đây ạ. Form dáng đẹp, nước sơn là màu bạc này. Bên đây thì em còn có một em Y10. Một chiếc xe Y10 đời 2017 với nước sơn màu bạc. Em Y10 này là bản đủ nhá. 285 triệu đời 2017 với động cơ trang bị 1.2. Động cơ trang bị 1.2. Karen. Vâng, Karen mà anh, em đọc được cái gì à? Kia Karen đây. Hải Dương em thỉnh thoảng nó hơi líu lưỡi, đâm nó lặng tiếng, nó hay bị xa cái khác anh ạ. Kia Karen anh nhá. Em cứ hay gọi là Karen tại vì nó cứ to, cao. Cảm ơn anh Đức, anh Nguyễn Đức Anh ạ. Chia sẻ cho em đây Hương nào, chào bác Tú Đan, cảnh Tú Đan Chi này. Một chiếc xe Y10 hợp với những bác nào gia đình hoặc là đi taxi dịch vụ thì em này cực ngon luôn. Em này là bản đổ, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, ghế da hai màu cao cấp đây ạ. Giá chào bán 285 triệu đời 2017. Động cơ 1.2 có Y10 đi. Máy số ngon luôn các bác nhá. Máy số là zin ngon luôn. Y10 bản đổ đây. Lên bộ la răng đẹp, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Mâm này các bác nhìn này, bộ mâm đẹp, một dàn lốp dày dặn, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa ạ. Quá là đẹp luôn. 285 triệu có Y10 bản đủ đi này. Hơn 200 triệu bên đây em còn có Captiva nhá. Captiva số tự động đời 2007 228 triệu. Captiva số sàn đời 2007 200 triệu tròn. Chốt luôn là 200 triệu tròn. Em này số sàn màu vàng cát biển 88 Vĩnh Phúc. Nước sơn màu vàng cát đẹp, hỗ trợ trơn trượt, đồ đèo, máy số ngon. Lên đèn bi rồi, 7 chỗ gầm cao, cam lùi, cam hành trình có hết nhá. 200 triệu tròn cho chiếc xe Captiva của em Hương. 228 triệu, còn 220 triệu cho chiếc xe Captiva số tự động màu bạc của em Hương nữa đây. Đều có xi nhan trên gương này, kệ bước chân lên xuống đầy đủ rồi. Cao giản mát máy là có Captiva, 7 chỗ ngồi, giá rẻ đây các bác ạ. Chào bác Công Hoàng, chào dì Vũ Huế nhé. Vừa rồi bác Phạm Mỹ Hạnh có hỏi em về chiếc xe Hyundai Accent. Thì em lên luôn cho mình này. Accent bên em là full bảng màu, full về tiền tầm nào em cũng có luôn. Chiếc màu trắng này là đời 2017. Em Hương đang bán với giá là 383 triệu. Accent nhập khẩu, em này là bản Blue cao cấp này. Các bác nào Thanh Liên hay Trung Liên đi đều đẹp vì máy số Accent nó đầm xe lắm. Thân vỏ để chắc chắn này. Lên đèn bi có dải đèn nét, đèn gầm đầy đủ này. Xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ. Đời 2015 số tự động em có Hyundai Accent. Lên màn hình giải trí rồi. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da này căng mọng luôn. Không sập xệ, không nhăn nheo sàn này. Sạch sẽ luôn nhá. 383 triệu đời 2015. Động cơ chỉ có 1.4 thôi. Em này bản Blue cao cấp nhất. Phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh cho em Hương ạ. Đèn hậu phía sau này sắc nét luôn, bốn mắt cảm biến va chạm. Em chào bác Công Hoàng, chào bác Đồ Gỗ Hoàng Trần, chào bác Lò Thành, chào bác Phạm Hân. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em ạ. Dù là nam hay nữ thì các bác nhìn này, Accent này form dáng trẻ trung thể thao, rất là năng động luôn. Lại là còn số tự động, lại còn màu trắng nữa. Thì vợ chồng, hai vợ chồng cùng bằng B1 hay B2 đều có thể đi được nhá. Lên đèn bi rồi, la răng này phanh ABS cả bốn bánh, xi nhan trên gương luôn. Accent 2015 383 triệu bao rút hồ sơ. Bác nào đến xem xe trực tiếp lại bớt tiếp cho mình. Chào bác Khá Nguyễn này, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Lên 50 khách hàng đi ạ. Em cảm ơn anh Đồ Gỗ Hoàng Trần nhé. Anh Đồ Gỗ Hoàng Trần này mới xem livestream của em này. Anh ơi chia sẻ cho em và đừng quên những lượt thích trang để khi nào các anh có quan tâm về tài chính mẫu xe nào bên em, với phân khúc tiền nào thì em sẽ tư vấn cho mình để một mẫu xe hợp lý nhé. Bên đây thì còn có một chiếc xe Captiva nữa đây. Captiva 7 chỗ ngồi em nhiều lắm này. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo,
màn hình giải trí đầy đủ rồi. Em này cũng là số sàn, 215 triệu, còn 210 triệu nước sơn màu đồng đẹp đây ạ. Captiva em Hương có đây, 215 còn 210 triệu đồng, lên đèn bi rồi. Chào bác Doan Nguyễn này. Bên cạnh đây thì em còn có một siêu phẩm CDX với cái cửa tiền hơn 200 một chút, mà muốn xe số tự động, nhập khẩu đầy đủ đồ chơi và cửa lóc thì em Hương có CDX các bác nhé. Một siêu phẩm CDX đời 2009 em Hương đang bán là 248 triệu, động cơ là 1.6 nhé. Đề đổ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi, 248 triệu có CDX đi ạ. Túi khí an toàn, ghế da hai màu đầy đủ cho em nhé. À, nếu như mà về Mazda thì em Hương còn có một chiếc xe Mazda nữa đây ạ. Một em siêu phẩm Mazda 2 được sản xuất vào năm 2012, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu xanh đẹp. Em này là màu xanh này. Hôm nay máy quay led em ơi, chắc là hôm nay nó em chui vào trong cái đây nó có lán, nó không bị nóng anh ạ. Ra ngoài lắng là lại sập ngay. Chỉ sợ ông trời ông ấy lắng quá là máy em sập thôi, chứ người thì không sập được. Mazda 2 đây ạ, 298 triệu lên màn hình Android 10 inch rồi. Tụt quần luôn anh ạ, giá tụt quần không kéo được lên luôn. Giá cực sốc luôn, lắng như thế này 70-75 triệu có ô tô đi, tội gì xe máy đúng không ạ. Vision bây giờ cũng 70 triệu rồi, thay vì đi Vision thì các bác mua cho vợ một chiếc xe ô tô đi. Lắng mưa này, đưa đón con này, đi nhà bóng uống trà sữa, mát lạnh điều hòa, không phải đùm rúm áo lắng, rất là nguy hiểm luôn. Một chiếc Mazda 3, Mazda 2 đời 2012, 298 triệu đầy đủ đồ chơi hết rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí. Và điều đặc biệt em này là gốc Hà Nội. Sau cuộc thi bơi lội vừa rồi ở Hà Nội, nhiều bác gồm biển Hà Nội đúng không ạ? Vì các bác nghĩ rằng biển Hà Nội sẽ bị ngập nước. Nhưng các bác phải hình dung là trước khi là người bán thì em cũng là người mua, cũng là người đầu tư. Em phải kiểm tra thật là kỹ nhé. Em nào mà không bơi lội thì em mới nhập. Chứ còn bơi lội bây giờ về bán cho ai? Khách hàng thì thông thái, nhìn xe ngập nước thì biết ngay. Về để một đống đồng tiền thì ối rồi ôi ngay đúng không ạ? Em chào bác Trần Đào này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Cerato Coupe nhá. Em này là Cerato Coupe 2 cánh cửa đây ạ. 2 cánh cửa số tự động, gương kính là không có viền đâu ạ. Gương kính là auto luôn. Số tự động đẹp 335 triệu đời 2009, nhập khẩu 1.6 này. Kia Cerato Coupe em Hương có đây, màu đỏ đẹp, 2 cánh cửa, 4 chỗ ngồi. Em này sẽ hợp hơn với những bác nào thanh liên năng động một chút. Thay vì đi một chiếc xe SH nhập hơn 100 triệu thì cố lên một chút nữa đi ạ. 335 triệu bao rút hồ sơ, vẫn thương lượng thêm và lộc lá thêm. Đời 2009 1.6 số tự động Kia Cerato Coupe màu đỏ đẹp đây ạ. Đi tán gái em này thì auto đỏ luôn. Dù có hơi lùn, có hơi xấu một tí nhưng mà đi ô tô đỏ mà cửa lóc thể thao em nghĩ là tán gái em nào cũng đổ thôi. Rất là đẹp luôn, nhưng khóa cửa rồi nên không thể mở bên trong nội thất được. Nhưng mà la sang hoa cúc các bác nhé, không phải hoa mai đâu mà là hoa cúc luôn, cực đẹp luôn. Chào em Hương, có bán trả góp không? Em có bán trả góp anh Nguyễn Thiện nhé. Để em sẽ tư vấn luôn với những cái bác nào mà đang có nhu cầu về trả góp này. Thứ nhất, nếu như các bác mua trả góp, đời xe mình chọn là từ năm 2015 trở lên và giá trị xe là từ bên trên 300 triệu. Và thứ ba hai là mình không phải lợ xấu, nhưng nếu lợ xấu không làm trả góp được ạ. Bán tải 300 trở lên, em có bán tải Ford Ranger 300 trở lên anh nhé, nhưng nó là 395 triệu. Bán tải Ford Ranger 395 triệu ạ. Chào bác Lê Văn Cường. Chào bác Biên Nguyễn Thị Biên nhé. Nguyễn Thị Biên đúng không ạ? Biên hay Biên. Em có trả góp, chào bác Nguyễn Thể này. Chiếc bán tải này bên em là đang đứng top 1 về giá đây. Đúng rồi anh ạ, sau một cuộc thi ở Hà Nội về bơi lội, rất là nhiều bác gồm về biển số Hà Nội. Bình thường các bác đi mua xe sẽ kén biển Hà Nội. Vì sao? Vì nếu như về Hà Nội sang tên đổi chủ sẽ không mất đến 20 triệu. Nhưng từ ngày mà có cuộc mưa đấy là các bác gồm biển Hà Nội, nhưng em cũng phải nói lét căng. Bây giờ các bác mà ở Hà Nội không may mà xe bị lụt, chẳng lẽ các bác bán tống tháo đi ngay à? Hay là các bác vẫn sửa chữa để đi? Không ai người ta bán xe đi ngay đâu ạ. Mà cũng không ai đi mua buôn bán ô tô mà đi buôn xe ngập nước đâu ạ. Anh quan tâm Vios ạ. Vios thì anh đợi em một chút nhá. Vios bây giờ em chỉ còn đời thấp thôi. Còn đời 2013, 14, 15 thì phải ngày mai em mới về cơ.
Còn anh bán tải ơi, anh Lê Văn Cường ơi, bán tải Forerunner, em này hai cầu số sàn máy dầu 395 triệu, 395 triệu máy xả số sàn nhá. Và em này là hai cầu 395 triệu, đời 2013, nhập khẩu số sàn đây ạ. Bán tải Forerunner, chân dài đến lách luôn, chân dài đúng lên lách luôn, cao dàn. Em này thì chưa lên thùng nhá. Em còn hai chiếc bán tải nữa, Isuzu D-Max 535 triệu, máy dầu hai cầu số tự động. Và một chiếc bán tải Nissan Navara màu trắng đẹp nữa, một chủ luôn, tất cả đều là một chủ từ mới luôn và là máy dầu. Anh Trần Ánh Nga quan tâm Vios, đợi em một chút nhá. Đây này, bình thường là em nhiều Vios lắm, nhưng đây này, đời cao cứ về phát là chốt luôn. Em màu trắng này là Vios này, em màu đen này là Vios đây, nhưng em sẽ quay luôn cho anh nhé. Một chiếc xe Vios được sản xuất năm 2010, em này là số sàn 206 triệu, đời 2010, biển 99 này, nước sơn màu đen đẹp. Em này là bản limo. Còn em bên này là đời 2009, 208 triệu. Em này là bản e xịn các bác nhé. Biển 36 là bản e xịn, biển 99 là bản limo. Các bác quan tâm về bản nào em đều có luôn. Vios đây anh ơi, đời 2009 có 208 triệu thôi. Chốt trên livestream của em Hương, cắt hết những cái lẻ đi. Lẻ 8, lẻ 6 em cắt hết. Nói lẻ làm gì đúng không ạ? Nói lẻ nó không được sang. Không được sang đâu ạ. Bản e xịn đây anh này, biển 36, 208, còn 200 triệu tròn luôn. Vios đây, bên đây thì em có một chiếc xe bản limo. Em này là đời 2010, 206 triệu. Dù là limo nhưng mà em này cũng được lâng lên thành e rồi, nhưng bản thân nó vẫn là limo thì em vẫn bảo là limo thôi, nhưng lâng thành e rồi. Còn em Vios trắng trẻo cao ráo này, xe đẹp đến lỗi mà về phát em lại bán luôn. Bán luôn anh ạ. Còn đang nào mà đang quan tâm về 7 chỗ số tự động nước sơn màu trắng đẹp thì em có Kia Zondo. Một em siêu phẩm Kia Zondo máy dầu, biển 37, cho những bác nào cùng tỉnh chốt luôn chứ còn gì nữa. Khác tỉnh thì em bao hồ sơ. Kia Zondo lên cho em đèn bi salon, có giải đèn led, đèn gầm đầy đủ này. Gương kính thì auto tự động. Em này cực kỳ đặc biệt, các bác chỉ cần cầm chìa khóa trong tay và đi ra cách 1,5 m thôi là em nó tự động khóa chốt cửa rồi. Bên trong thì có đầy đủ ga tay tự động, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Dán cái phim này đen xì xì, vừa chống nóng nhưng mà vừa không nhìn được ở bên trong các bác ạ. 468 triệu cho chiếc xe Kia Zondo 7 chỗ ngồi, và em này là máy dầu các bác nhé. Form dáng đẹp rồi lại còn máy dầu, đầy đủ combo cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí rồi. Lên cho em 100 khách hàng ngày hôm nay đi các bác. Quan tâm mẫu xe nào thì em sẽ để cho mình giá cực yêu luôn, chia sẻ cho em. Anh Thợ Quang ơi, chia sẻ cho em anh nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe biển 37 này. Hôm qua bác nào hỏi em biển 37 này, Kia Zondo 37 này, i10 37 nữa đây. Chiếc xe biển 37 này của em Hương mang tên Grand i10, bản hatchback một đầu, số tự động, đời 2015. Em này nhập Ấn nhé, nhập Ấn Độ, động cơ trang bị 1.2. Em Hương đang bán là 328 triệu. Trong dòng xe i10 hiện tại, đến thời điểm hiện tại em nó là đang đứng ở top 1 doanh thu của bên xe đôm đây Hương ô tô Hải Dương. Vì sao i10 lại được chuộng như vậy? Form dáng nhỏ gọn, dễ đi, chi phí sửa chữa rẻ. Thứ hai là xăng nó quá là đắt thì i10 là lên ngôi rồi. Chỉ có i10 là lên ngôi thôi. Em gái hôm nay cho xem toàn em cao sao thang máy thôi, đúng rồi anh ạ. Gầm thấp cũng có, gầm cao cũng có, nhưng các bác nào nhiều bác chỉ thích gầm cao thôi. Nếu như bác nào thích gầm cao nhá thì kết nối em Hương ngay với về thêm một chiếc xe Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao, biển Hà Nội, zin đẹp một chủ luôn. Vừa mới về, em nghĩ là em này lại không trụ nổi 24 giờ đâu. 328 triệu cho chiếc xe i10 này. Còn ở đây, một chiếc xe gọi là xinh nhất trong bãi nhà em luôn. Về nhan sắc là xinh nhất luôn, máy số cũng chất lượng luôn. Vừa được hình thức, vừa được tính cách đây này. Một chiếc Mazda 3, số tự động đẹp, đời 2017. Em này có phanh tay điện tử rồi, Mazda 3 phanh tay điện tử đời 2017, động cơ trang bị 1.5, form dáng mới, hai chế độ lái thường và chế độ lái sport thể thao nhé. Hà 555 triệu cho chiếc xe Mazda 3 màu đỏ của em Hương. Gương kính thì auto, cửa lóc đầy đủ, phanh tay điện tử và hai chế độ lái.
hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng lên màn hình hết rồi. Combo đầy đủ các thứ đồ chơi rồi, không thiếu một cái gì đâu ạ. 555 triệu ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương đây nào. Càng hô gọi các bác chia sẻ, các bác lại đi tắt đi ăn cơm hay sao thế này. Đừng quên chia sẻ cho em Hương nhá. Em chào anh Bin Tôm này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc đời 2015. Em Hương đang sẵn vừa số sàn và vừa số tự động nhá. Số sàn là 325 triệu. Còn số tự động màu trắng đẹp này em Hương đang bán là 390 triệu. Zin đẹp toàn xe luôn. Zin đẹp toàn xe, xin nhan trên gương, lên đèn bi, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ các bác nhé. 390 triệu, full đồ chơi và zin đẹp luôn. Lên đèn bi và đèn gầm rồi, xin nhan trên gương đẹp. Rồi, bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Morning này. Em này đời 2009 bản nhập khẩu đấy ạ. Morning đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động 1.0, biển thủ đô Hà Nội, nhập khẩu Morning thân vỏ chắc chắn, máy số ngon. Mua cho bà xã đi ạ. Hai vợ chồng đi gia đình, vợ chồng trẻ khởi nghiệp, chiếc xe này là quá là ok nhé. 225 triệu sấy sởi kính rồi, sấy sởi ghế luôn. Máy số thì ngon, nội thất bên trong sạch sẽ, sơn xi đẹp luôn. Có Kia Morning, một dàn lốp mới đẹp, la răng hoa mai đầy đủ cho em nhé. 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning bên em Hương ạ. Bên đây thì em Hương còn mới về một chiếc xe Kia Morning màu trắng, em này là bản lắp ráp trong nước và số sàn. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương đây ạ. Màu trắng đẹp đời 2016 nhá. Chevrolet cờ đuôi số sàn, em Hương có vừa sàn và tự động. Thì sáng nay chốt tự động rồi. Em Hương còn cờ đuôi số sàn 2011, 240 triệu bản lắp ráp trong nước các bác ạ, 1.6 nhá. Còn khách hàng nào mà đang yêu thích một chiếc xe Kia Cerato thì em Hương có một siêu phẩm nhé, phải gọi là siêu phẩm này. Kia Cerato với lớp sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Phía trước có 4 mắt cảm biến va chạm này, có đèn bi này, giải đèn nét, đèn gầm đầy đủ luôn, xin nhan trên gương. 488 triệu đời 2017, số tự động đẹp đây ạ. Kia Cerato, nội thất bên trong này các bác nhìn này, cửa lóc đầy đủ cho em rồi. Tổ hợp phím bấm và có ga tay tự động cruise control. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Đề lỗ thông minh. Màn hình giải trí tắt bật cảm biến. Có cả lập trình chế độ lái nhá. Rất là nhiều chức năng và option luôn. Ghế da zin đẹp luôn. Túi khí an toàn. Quá đẹp. Kia Cerato 488 triệu cho chiếc xe Kia Cerato của em Hương này. Sáng nay thì em nhận cọc Chevrolet Avel rồi. Full tiền Fortuner về Thanh Hóa này. Các bác, em đang mời bác để ăn cơm rồi. Và đợi bác đấy một chút nữa, được giờ là bác sẽ về thôi. Còn ở đây em còn một chiếc xe Corona Altis phân khúc hạng cũng sang sang đây này. Tư nhân một chủ, máy số cực ngon luôn. Corona Altis nồi đồng cối đá phá không hỏng đời 2010, 395 triệu, biển 34 Hải Dương. Giá chào bán 395 triệu, còn 385 triệu thôi. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em đi ạ. Còn nếu như bác nào mà thích đi xe Hyundai i10 nhưng mà nó bé quá, nó ngắn quá, nhìn form nó không xinh, thì em có một chiếc xe Hyundai i30. i30 bản Crown cao cấp full kịch đây ạ. i30 bản Crown cao cấp full kịch. Máy số zin, cửa lóc đầy đủ, 308 triệu, đời 2009, số tự động bản nhập khẩu 1.6. em có i30 nhé, bản Crown cao cấp full kịch. Tiện khách đang xem xe mở ra thì em quay luôn cho các bác xem bên trong khoang động cơ máy móc này. Thảm chống nóng giảm nhiệt các bác nhìn này, đẹp căng xuất sắc, nước làm mát xanh le, hai bên tai đèn không hề bị đâm xô ngập nước đâu ạ. 300 triệu tròn cho chiếc xe Hyundai i30 của em Hương, giá mở là 308 triệu. Chào bác Đan Hoàng, chào chị Thịnh xinh gái nhá. Chị Thịnh ơi, chia sẻ cho em lên nào. Chào bác Nguyễn Thị Minh nhá. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Em Hương vui tính, nói hay rồi lại còn nhiều xe đẹp nữa. Em cảm ơn anh này. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Cruise. Cruise bây giờ em Hương đang sẵn là 3 màu, trắng, đen và đỏ. Phong thủy các bác, màu nào thì em Hương sẽ cung ấm cho mình màu đấy này.
Cờ rui màu trắng với nước sơn màu trắng đẹp, lên đèn halogen và dải đèn led biển 34, 258 triệu, lắng quá các bác ơi. Ở đây thì có Lacetti SE đời 2009, nước sơn màu đen đẹp, đồ chơi cũng nhiều lắm luôn, chỉ có 210 triệu đồng thôi. Bên đây có Spark Van 85 triệu, Accent full bảng màu, một chiếc Accent số sàn đời 2012 biển 34. Nước sơn này là nước sơn màu đen đẹp, em này chỉ có giá là 295 triệu thôi, đời 2012, bản nhập khẩu số sàn 1.4, em Hương có Accent nhé. Accent biển 34 đây ạ, nước sơn màu đen đẹp và là số sàn. Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc Mazda, một chiếc Mazda 3 nhập khẩu nước ngoài, nhập khẩu đời 2009 biển 15, 310 triệu, lên đèn bi và dải đèn led rồi. Anh Văn Mạnh đăng bảo là có Vios 2014-17 không? 2014-17 thì em lại cọc mất rồi. Về từ 2 hôm trước nhưng về kha phát là khách cọc luôn rồi, nên em chỉ còn đời thấp hơn thôi, đời 2011 thôi. Anh đợi em, anh Văn Mạnh ơi, để lại số điện thoại cho em. 2 hôm nữa là em về một chiếc xe Vios đời 2014 anh nhé. Đời 2014 ạ. À. 5 chỗ ngồi gầm cao em Hương còn có Ford EcoSport này. Ford EcoSport, một siêu phẩm Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao biển thủ đô Hà Nội. Em này là 8 túi khí nhé. Đề lỗ thông minh đầy đủ rồi, giá chào bán là 425 triệu đời 2016, số tự động đẹp cho chiếc 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương đây ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn, chỉ cần các bác chia sẻ nhiệt tình cho em Hương thôi ạ. Chào anh Sơn Nguyễn này, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Innova đây, Innova biển 38 này. Innova em nhiều lắm, một chủ tư nhân từ mới em có nhiều. Khát nước quá, phải đi uống nước các bạn. Một chiếc xe Innova đời 2008, em này thì giá rẻ thôi, 199 triệu cho chiếc xe Innova của em Hương. Còn bên đây thì em Cương còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi thì em Hương có đây. Một chiếc Tucson được sản xuất vào năm 2011, số tự động, hai cầu số tự động, em Hương đang bán là 450 triệu 2.0 các bác nhé. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao biển Hà Nội đây, zin đẹp luôn, hai cầu số tự động, em Hương có Tucson đây ạ, 450 triệu có Tucson đi rồi, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây ạ. Còn Vios thì hot hit lắm các bác nhìn này, Vios Innova là hot hit lắm, cứ về chiếc nào là bán chiếc đấy luôn. Lên mắc nào mà quan tâm về Innova thì cứ để lại số điện thoại cho em thôi. Chúc shop, chúc em buôn may bán được nhiều tình cảm nha. Cảm ơn khách hàng của em ạ. Thật sự là em Hương rất là hoan hỉ khi mà rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về em Hương rất là nhiều, tin tưởng bên em Hương. Nên là từ những bác từ chọn Bắc Giang, hoặc thậm chí là Vĩnh Phúc hay là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều quan tâm ủng hộ em Hương rất là nhiều. Em cảm ơn tất cả khách hàng đã ủng hộ em Hương suốt thời gian qua. Những bác nào mà thường xuyên dõi livestream của em thì đừng quên cho em Hương xin những lượt like và lượt chia sẻ mới nhé. Đấy, bác này chốt xe Futuro cho bác Thanh Hóa xong rồi, nhưng mà vì đến giờ livestream các bác bảo thôi em cứ đi livestream đi, anh ở đây cũng được, anh ăn cơm xong rồi anh về. Nên là một chút nó xuống livestream mới chào được các anh đấy cơ, vất vả quá cơ, nhưng các bác vẫn thông cảm cho em. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe Kia Sportage đây. Em này là 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động bản nhập khẩu nhá, đồ chơi option cơ mà em kể 15 phút không hết. Em lên sóng rồi đấy các bác ạ, các bác vào trang của em xem video trực tiếp đi. Một chủ tư nhân, máy số zin, sơn zin, da zin luôn. Tổ hợp phím bấm khẩu lệnh trên vô lăng, màn hình giải trí, điều hòa auto. Em này đặc biệt là có sấy sưởi ghế và điều hòa ghế các bác nhé. Điều hòa ghế tức là có hai vùng nóng lạnh làm ghế mát và ghế ấm này, có điều hòa ghế luôn. Mà giá chỉ có 466 triệu thôi. Bản này là bản limited. Một chiếc xe Kia Sportage bản limited, tức là phiên bản giới hạn đấy ạ. Một chủ từ mới, nước sơn màu đen đẹp, nhiều đồ chơi công nghệ option hội tụ hết vào đây. La răng thể thao phanh ABS cả 4 bánh này, biển thủ đô Hà Nội, Kia Sportage nước sơn màu đen đẹp, biển Hà Nội 4 số, một chủ từ mới,
bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Bản bản này là bản limited. Limited là gì? Là hạn phiên bản giới hạn các bác nhé. Ở đây thì em còn có một MI10 nữa đây. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Chia sẻ mạnh mẽ lên xem nào. Lắng như thế này. Úi dồi. Úi dồi. Thắng ơi, Thắng. Một chiếc xe Grand i10 nữa đây. Em này là bản đủ này. Grand i10 bản đủ đời 20. Grand i10 bản đủ đây. Em này là đời 2016 nhập khẩu 2.0. Giá chào bán 268 triệu số sàn. Đời 2016 có i10 màu trắng đẹp. 268 triệu. 268 triệu có Grand i10 đây ạ. 268 triệu có i10 đời 2016 đẹp. Thắng em gọi chị anh Cường đây. Không phải mở cửa ra tôi lại rời cái này ra. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Chào bác Hải Yến này, chào bác Trinh Hà Mê. Em ơi, lắp vào. Ôi bác Trinh Hà Mê lâu lắm rồi mới xem livestream của em Lê Hương lên này. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Bên đây thì em Hương mới về thêm một em VinFast Farin của bác Vượng đây. VinFast Farin, người Việt dùng hàng Việt. Em này siêu lút, đời 2021, 350 triệu cho chiếc xe VinFast Farin của em Hương. Không phải màu đen, cũng không phải màu xanh, mà em này mời hơi lâu lâu một chút này. VinFast Farin đời 2021, số tự động đẹp, zin đẹp luôn. Giá chào bán là 350 triệu. Bác nào mà mua gia đình về hay hai vợ chồng hay mua tặng vợ thì quá là ok. Đạp nhẹ chân ga thôi là dính, nó lưng nó dính luôn vào ghế rồi. Zin đẹp luôn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng nghe gọi đầy đủ rồi. Lúc vừa em mở cái kia nó rời cái này ra. Đây ạ, VinFast Farin biển Hải 15 Hải Phòng nhá. Siêu tiết kiệm nhiên liệu đây ạ. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. VinFast Farin 350 triệu đời 2021. Em đưa thắng rồi. Đời 2021 ạ. Chào bác Bùi Nhật Trường. Chào bác Quang Vũ nào. Chia sẻ cho em đây ạ. VinFast Farin 2021 đầy đủ rồi. Em này bản bay nhá, 350 triệu. Đằng sau VinFast Farin em còn có một chiếc Mazda 6 này. Mazda 6 này thì vừa tiền thôi, 176 triệu đời 2004 có chiếc Mazda 6 đi. Đấy các bác nhìn form dáng chuẩn đẹp luôn. Biển 37 này. Lên đèn bi rồi, bộ la răng bộ mâm này xoáy thầy xoạy luôn. Dàn lốp mới đẹp. 175 triệu cho chiếc xe Mazda 6 của em Hương đây ạ. Số sàn ghế da zin, máy số đẹp luôn nhá. Sơn si sạch đẹp có Mazda 6 đi. Quên. Ấy cho em. Hôm qua bác nào hỏi em về Isuzu nhỉ? Isuzu máy dầu thì em Hương có 2 chiếc nhá. Máy dầu gầm cao mát máy đây. 160 triệu có xe 7 chỗ ngồi Isuzu máy dầu. Đời 2006 nước sơn thì màu đen đẹp, máy số thì cực ngon luôn. Em này thuộc dạng trâu rồi. Dạng trâu rồi các bác ạ, Isuzu máy dầu đây. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Isuzu nữa đây. Cũng chỉ có 140 triệu thôi. Cũng là máy dầu nhá. Biển Hà Nội này. Em này biển 17 này. Chào bác Nguyễn Đình Dũng, chào bác Trung Phạm này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Kia Morning thì em có 3 màu, 4 màu luôn. Chiếc này là màu vàng zin của em Hương đời 2016, 215 triệu thôi. Màu vàng zin này chỉ có 215 triệu thôi, đời 2016 này. Sơ bắc tập lái màu đỏ đẹp 93 triệu, cắt xả lỗ còn 85 triệu, nói bé trên livestream đây. Còn 85 triệu cho em sơ bắc tập lái của em Hương. Nước sơn màu đỏ đẹp số sàn đời 2009 ạ. À. Em chào anh Âu Lâm này. Accent thì em còn có bản siêu lướt ở đây. Một chiếc Accent này nữa, đời 2019 số sàn động cơ 1.4. Accent 385 triệu đời 2019 1.4 đây ạ. À. Có Accent đi. Xin nhan trên gương sơn si đẹp luôn, máy số zin. Biển 89 có Accent đi ạ. Kia Sportage SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, cửa sổ toàn cảnh full HD không che một tí nào.
xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm còn dài miên man. Một chủ từ mới bản limited, phiên bản giới hạn, số tự động đẹp, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Sấy sợi ghế, điều hòa ghế, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. 466 triệu cho chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương nhé. Mẹc thì em có luôn này, mẹc 199 triệu, mẹc xe 240 nhé. Một chủ tư nhân từ mới biển Hà Nội có xe mẹc đi, 199 triệu được sở hữu xe mẹc rồi. Xe 250 bản Blue cao cấp này cũng là mẹc đây ạ. Mercedes-Benz bản Blue cao cấp 388 triệu, nước sơn màu xanh, đời 2010, số tự động, máy số zin tư nhân nha các bác nhé. Xe gia đình sử dụng, có xe mẹc đi này. Vios thì em có một chiếc xe Vios bản limo, nước sơn màu trắng đẹp, đời 2011, 210 triệu đồng có xe Vios đi. Santa Fe thì em Hương về thêm một chiếc xe Santa Fe bản Gold nhá. Em này là bản Gold và máy dầu, đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007, số tự động 7 chỗ ngồi. Santa Fe giá rẻ đây, 225 triệu, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Các bác nhìn cái mặt đằng trước Santa Fe rất là hầm hố luôn. 225 triệu bản Gold máy dầu có Santa Fe đi nhá. Bên đây thì còn có một chiếc xe i10 nữa này. i10 đời 2018 biển 36 này. Biển 36 đời 2018 động cơ 1.2. i10 em Hương đang bán là 275 triệu. Xin nhan trên hồng, bộ mâm la răng mới đẹp, dàn lốp dày dặn luôn. i10 275 triệu đời 2018, nước sơn màu trắng đẹp. Đóng cửa rồi. Các bác nhìn này, một dàn lốp rất là dày dặn luôn. Mâm thì mâm rất là đẹp luôn. Rất là nhiều xe luôn. Các bác quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em này. Morning em còn có màu xanh nhá. Kia Morning màu xanh 2016, 215 triệu. Đèn halogen, có đèn gầm, la răng hoa, la răng dạng mới, phay xoáy thì xoay luôn. 215 triệu thôi ạ. 7 chỗ ngồi thì em còn có Granit nhá. Granit đời 2005, 7 chỗ ngồi, số tự động. Em Hương đang bán là 255 triệu đây ạ. Siêu phẩm Mazda 3 phanh tay điện tử, 2 chế độ lái, 555 triệu, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Zin đẹp toàn xe, bao test hãng toàn quốc, 4 bánh đều là trang bị phanh ABS rồi. Rất là nhiều xe luôn. Chào anh Trương Nguyễn, chào anh Nguyễn Tùng, chào anh Dũng Triều này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá được gần như là 90% bãi xe bên em rồi. Còn nhiều xe lắm không được anh? Hả? Còn nhiều xe lắm ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Innova thì em mới về thêm một chiếc xe Innova, một chủ tư nhân, không taxi, không dịch vụ, biển Hà Nội nhá. Nhưng mà chiều nay mới cập bến được. Về thêm i10, về thêm Morning. i10 màu đỏ em đang về thêm rồi, Innova đang về thêm. Và đặc biệt là hai chiếc xe Xpander, một chiếc số sàn và một chiếc số tự động. Bác nào đang quan tâm về dòng xe 7 chỗ ngồi, đặc biệt là Xpander, thì đừng quên là hãy liên hệ cho em Hương ạ, 0354602790, để được em Lê Hương tư vấn nhé. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Vừa rồi thì em Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Những bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Và đến với địa chỉ bên em, showroom bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, để được em Lê Hương tư vấn này, cũng như để cho mình một cái mẫu xe tốt nhé. Còn có lẽ là buổi báo giá livestream ngày thứ 7 của em Hương hôm nay sẽ dừng ở đây. Và em sẽ đi vào tiếp khách bác ở bên Thanh Hóa này. Bác ăn cơm xong rồi, giờ đẹp ngày đẹp giờ là bác đấy về Thanh Hóa thôi. Anh Dũng Triều ơi, mới xem livestream của em, những bác nào mới xem livestream của em thì cũng đừng quên cho em Lê Hương xin một nút chia sẻ, cũng như là một nút thích trang và theo dõi này. Khi mà các bác quan tâm bên em có mẫu xe nào hợp với kinh tế, tầm tiền hoặc là mục đích sử dụng của mình thì đừng quên hãy nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi báo giá vào ngày mai, 11:30 ngày mai, tức là chủ nhật đấy, em lại lên sóng và báo giá tiếp ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và ủng hộ em nhé. Chúc khách hàng có một ngày nghỉ cuối tuần, những buổi vui chơi thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.